Xin chào quý vị và các bạn. Chắc chắn trong số chúng ta rất ít người có cơ hội nhìn thấy và được sở hữu cặp loa của hãng Philips có model là 9818 này. Đây là cặp loa rất ít gặp ở thị trường Việt Nam. Cặp loa Philips 9818 được xuất xứ tại Bỉ. Nó được thiết kế 4 đường tiếng gồm một loa bass, một loa trung thấp, một loa trung cao và một loa thép. Loa có kiểu dáng sang trọng và hình thức rất đẹp. Vỏ vân gỗ lạng màu vàng. Vỏ gỗ lạng vân vàng rất đẹp, rất sang trọng, rất thích hợp để quý vị và các bạn bày biện ở trong nhà. Loa 9818 của Philips có trở kháng là 8 ohm, công suất cực đại là 200W. Đây là cặp loa của Bỉ, rất đẹp ạ. Cặp loa này đẹp từ tiểu tiết, từ con ốc vít, từ các chi tiết nhỏ nhất ở trong cặp loa này cũng đều rất đẹp. Phía chiếc loa có bộ tinh chỉnh, có thể chỉnh tần số của, có thể cắt độ nhạy của trung, chép và bát. Vâng, cắt được cả bát ạ. Hiện nay cặp loa Philips 9818 của Bỉ đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 28 triệu. Quý vị và các bạn muốn sở hữu cặp loa này để nghe nhạc cũng như để hát karaoke gia đình thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại số 10, số 12, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đối diện với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Cặp loa đang hiện hữu tại Hùng Huyền Đông Anh. Vâng, một cặp loa rất đẹp của Bỉ. Loa 4 đường tiếng nghe hay, bày đẹp và có thể nghe nhạc và cũng có thể hát karaoke. Ngoài mẫu này thì tại Hùng Huyền Đông Anh còn có rất nhiều mẫu loa đứng khác, từ bình dân đến cao cấp, để quý vị và các bạn lựa chọn cũng như tham khảo. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua cặp loa Bỉ Philips 9818 thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại số 10, số 12, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Điện thoại 0984 285 477. Xin mời quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh của Hùng Huyền Đông Anh và đặt chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ một video nào do Hùng Huyền Đông Anh phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.